Cả nhà ơi, giờ đi chơi buổi tối. Xúc được không? À, nhưng mà đi tiếp tục thì đi về mua đồ sau. Được, 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 đi xúc đi có sao đâu. Mình cho thêm tiền. Mình cho thêm tiền cho ông đi về. Bây giờ là Duy và gia đình sẽ đi bằng xe tốt túc đi ra chỗ tìm một nơi để đi ăn nha cả nhà. Duy sẽ quay cho cả nhà xem thành phố buổi vào đêm ở Bangkok. Sau một hồi trả giá thì chở chuyến này được 170.000 nha cả nhà. Chào cả nhà đi. Một hai ba. Cái gì mẹ lấy? Mẹ đâu mẹ đâu? Chào cả nhà nha. Hiện tại là 5 người đang đi trên chiếc xe túc túc nhỏ nhỏ. Túc túc Thái Lan. Túc túc Thái Lan. Túc túc. Ở đây túc túc Thái Lan chạy bán sống bán chết luôn cả nhà, nó thiệt luôn á. Chạy ghê lắm. Xa không châu? Xa chứ. Xa hả? Gần chục cây á. Chục cây hả? Ừ. Ô, dữ vậy? Nhau mà thôi. Không. Nhiều chồng em đang học trước thôi. Thiệt hả? Ờ, lúc trước em đang là đi ăn với bạn nhiều lần. Thì ăn ở chỗ em học luôn. Dạ, ủa, vậy chép với cho, chép với Nan là ngày xưa học giống trường không? Xem. Ở đây là người ta không có cái luật giống Việt Nam mình nha cả nhà, là người ta đi xe mô tô gắn máy á, người ta không có đội nó mà hiểm nha cả nhà, tùy người, người muốn đội người không đội. Ôi ở đây là chợ trái cây hả? Nhìn không khác gì Việt Nam luôn á, chưa giống y chang Việt Nam luôn á. Lúc trước á cả nhà là ở Bangkok á là 9 giờ là đóng cửa nha cả nhà, là cấm cửa không cho ra đường á. Còn bây giờ thì người ta ở 24/24 rồi. Cả nhà thấy hình Đức Vua Thái Lan ở trên đó không? Cả nhà đi đâu cả nhà cũng sẽ thấy hình của vua ở trên đó. Đâu? Đây, ở đó hả? Ok. Trời ơi. COVID-19 chưa hết. Chưa hết. Rửa tay. Không có khẩu trang, có rửa tay. Rồi rửa tay đi. Có biết là giao hàng mất
Ở đây là nhà hàng ngập nước luôn cả nhà. Có bàn, có bàn. Sao sao cho? Ông nói gì? Đang dọn đồ để setup cho mình hả? Ông nói ông chủ gì vậy? Nhưng mà không được sát với bờ kia. Không sao, có bàn ngồi là được rồi, không sao đâu. Những cái này là mình được lấy thoải mái nè. Salad. Ở đây là được lấy thoải mái luôn, cũng là kem. Dưa gan. Nước dừa. Hạt dừa. Ở bên kia có kem free, kem miễn phí nè phải không? Đúng rồi, kem. Đi cái này kem. Đây là kem miễn phí nè cả nhà. Ồ. Còn đây là quần thánh chín. Salmon nè cả nhà. Salmon của anh nhỉ, bún salmon. Gặp gan ba cái nội tạng nè. Mực, này mực nè. Mực giò, sụp xịp cá, đi thả theo vòng. Tàu hủ, cá, chả cá. Ủa vậy hải sản sao anh không thấy? Anh uống mực, anh yêu. Hủ tiếu, rau hơi. Cái này ăn lẩu hả? Cái này cho ăn lẩu hả? Bên đây là cho ăn lẩu nè cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi, đây thì bên đây giống như là buffet tự chọn nha cả nhà. Cà ri, bún, mì, cơm chiên. Ở đây thì có thịt heo. Cái này nhiều món ngon quá ta. Cá chiên, sông tầm nữa nè. Đúng đủ rồi, sông tầm. Nước ngọt đi, có nhiều nước quá nhiều. Chỉ có bia là không miễn phí đúng không? Chỉ có bia là không miễn phí. Không. Bia đây mắc lắm. Giờ hải sản làm đâu? Kìa hải sản miễn phí. Hải sản miễn phí kìa. Đi. Có hải sản nướng bay yourself đó. Hải sản miễn phí nha cả nhà. Để gì đưa cả nhà qua. Là hải sản miễn phí nè cả nhà. Tôm, cua, ghẹ đầy đủ luôn. Tôm sống luôn nha cả nhà, tôm còn sống luôn á. Em ơi, nghĩ sao đi ăn hải sản miễn phí buffet mà đi ăn sò huyết, ăn ghẹ đi em. Nan, ăn ghẹ đi. Cái này còn Sam không ta? Chúng ta có mà làm lột ở đây. Lột ở đâu mình tự lột luôn hả? Ở đây lột. Ai vậy? À, lột bên đây cả nhà ơi. Hủ tiếu. Sầu huyết Thái Lan. Một tô án này á, thật sự mà nói nó một vé mà 200 bạc Thái á, thì nó rất là rẻ. Cái nhà ăn buffet miễn phí 150.000 tiền Việt Nam. Bởi vậy cho nên cái quán này cả nhà thấy không, nó đông cực kỳ đông, chỉ cần 150.000 cái nhà vào đây với nhà ăn thoải mái luôn. Đây. Một nơi đáng đi ở Bangkok nha cả nhà, nếu cái nhà đi Thái Lan. Ở đây tên gì? Lim Ná Mù Cá Thá anh yêu. Lim Ná Mù Cá Thá hả? Đúng rồi, Lim Ná là cần con tâm. Ở đây là tên là Lim Ná Mù Cá Thá nha cả nhà. Là một cái nhà hàng nổi tiếng ở Bangkok. Thì cả nhà cũng biết độ nổi tiếng đó.
thông qua việc nhìn ở sau lưng Di nè, không có chỗ ngồi luôn. Cái này là ghẹ đó. Ghẹ, ghẹ, ghẹ. Dạ, là 4 con. Order nhiều nhiều đi em. 4 con hết rồi. À, cái này nữa. Tôm. Cái này là tôm sú. Ông lấy cái gì bổ bổ ăn ngon, ăn bổ bổ đi, đặt bổ lại mấy nay đi mệt quá. À, ok. 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 Đi, 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 đi. Ê, ông. Anh như ốc hương phải không? Anh chị ốc hương phải không? Dạ. Yeah. Đúng rồi. Ốc hương. Đúng rồi. Nè cả nhà ơi. Đây là một cái bàn buffet tự chọn. Nãy giờ Di Chô với Chép Nan đã lấy order nha cả nhà. Chúc mừng em Nan mọi người. Cả nhà ơi, bây giờ là 5 người cùng năng ly chúc mừng Di và Nan đăng ký hôn nha cả nhà. 1 2 3. Chúc mừng. Mẹ các thủ liên tục lắm đấy. Mẹ ao đây đi về bộ 5 người đi về không cam tâm tới nhà tại vì chưa uống bia á, cho nên là mua nguyên bọc bia nè. Thuốc quán. Cô chui, làm gì hả? Con chinh chắc phá bao phát tí. Thuốc quán. Phương Nga có Phương Nga, là qua Phương Nga một chân Phương Nga. Bươn. Bươn. Fan. À, fan, bươn. Còn nhiều có mang theo không có tổ chức đấy đi ra mà đúng rồi 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 đúng vô lại con lũ. Mẹ không đẹp. Mẹ không hẳn lắm ấy. Mẹ không đẹp. Mẹ mập. Anh gì đẹp quá. Anh gì đi. Anh gì đi. Xin chào cả nhà. Xin chào. Hồi tối hôm qua 5 người ngồi uống vài lon bia thì hôm nay cũng là 9 giờ sáng cả nhà. Đang chuẩn bị để đi về Suratani đi về. Trước khi đi về thì Châu sẽ chở ba mẹ con đi vòng lòng vòng chơi rồi có nếu mà mua được gì thì mua cả nhà. Ok. Có gì thì Di sẽ quay thêm lại cho cả nhà xem nha. Ok. Sao? Cảm thấy sao? Vợ yêu. Hả? Vợ yêu cảm thấy sao? Cảm thấy à? Có nhiều tiền rồi. Không phải nhiều tiền của có em mẹ nghe mẹ nói á, có một suy nghĩ của em mẹ là cái gì có tiền có tiền của yêu cơ, lấy tiền của chồng đâu em kêu anh chồng đi. Hả? Bây giờ không kêu anh là anh yêu nữa mà kêu là chồng yêu. Chồng ơi, chồng yêu đâu nói với các bạn đi. Bây giờ anh yêu sáng không có ai muốn ói. Mặt mẹ thấy ghét thiệt. Mẹ là chạy ua. Ngày đó đóng phim tình cảm cho mẹ xem. Mấy giờ bay? Mấy giờ máy bay? Mấy giờ chúng ta đi máy bay? Mấy giờ máy bay à? Đi nghỉ nha. Là 1:30. 1:30 vậy là 12 giờ đi. 12 giờ có cửa sân tay. Lăn bánh thôi mọi người ơi. Bây giờ đi Di sẽ quay một tí về cảnh ban ngày buổi sáng ở Bangkok nha cả nhà. Đây là chợ đầu mối nè cả nhà. Chỗ này giống như là chợ đầu mối đúng không Châu? Chợ đầu mối ở Bangkok là đa số là những người Việt mình buôn đồ Thái là sẽ đi đến chợ này để lấy đồ nha cả nhà. Đây
người ta đến đây ta mua đồ hàng hóa về Việt Nam để ta bán, hoặc là vẫn có người mua đến đây để bán ở Bangkok nữa cả nhà. Mua lấy đồ này đi bán ở mấy tỉnh nhỏ phải không? Các tỉnh nhỏ. Lấy đồ sỉ ở đây để đi bán các tỉnh nhỏ. Cho lên rồi không đâu. Mẹ có chuyện của nám hỏi mẹ. Tới bụng riêng mẹ bảo lấy chưa. Mình lên trên đây đi. Đây có quán cà phê. Giờ anh em đi quán cà phê cho hai. Cho mấy chị em. Em. Vậy em với mẹ với chép đi shopping đi anh với Châu đi uống cà phê nha. Ok. Anh đi here. Để cho mấy chị em ok nè. Di Châu tách ra để cho ba người phụ nữ đi mua shopping nha cả nhà. Mấy chị con gái mà đi vào trong chỗ chợ này là phải vài tiếng. Anh em mình không theo được đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Cả nhà ơi, mẹ với Nam đi shopping được một bao. Có áo ngủ, áo đi chơi. Áo ngủ, áo đi chơi đầy đủ luôn. Anh đâu qua. Anh đâu qua luôn hả? Xong rồi đó cả nhà. Bây giờ 5 người sẽ đi ăn, sau đó ăn xong rồi sẽ đi sân bay nha cả nhà. Chép có mua cái gì không? Ok, đóng luôn. Vợ chồng Châu Chép dẫn ba mẹ con đến một cái quán ăn nha cả nhà, để mình ăn cơm sau đó là mình đi máy bay cho nó khỏe. Chờ nó giờ. Cô Di ăn cơm mắm rút nha cả nhà. Của mẹ này là ri. Của em là rau xào. Là rau xào. Của Châu là hải sản hả? Của Chép cũng hải sản luôn. Rồi. Mời mọi người ăn chưng. Ok cả nhà, bây giờ ba mẹ con đã làm xong thủ tục rồi. Rồi, ôm hai người ôm với nhau cái đi. Ha, dễ thương. Em chép và em đang chờ hẹn gặp lại nha, cái tiếp. Rồi. Ok. Cố gắng nha. Cảm ơn ông. Cố gắng nha. Rồi. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Rồi cả nhà ơi. Bây giờ ba mẹ con sẽ lên xong ba máy bay nha cả nhà. Thì đến Surat này thì Di sẽ tiếp tục làm video cho cả nhà xem. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hành trình lấy vợ Thái Lan của Di. Ok, cả nhà nha. 1, 2, 3. Dạ, cảm ơn mọi người đã xem video của Di Nisa. Của Di Nisa đó ha. Hôm nay là em đang hòa mẹ với anh Di đi về Surat Thái đi chứ. Bye. Gặp lại ở Surat này. Cộng xóm ở chợ.